Ngày hôm nay các anh chị và các bạn cùng đến với phần khởi động của bài tập Suối Nguồn Tươi Trẻ do huấn luyện viên Trần Song Thảo Vy hướng dẫn. Năm, sáu, bảy, tám, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai. Tay xuống, hít thật sâu để cánh tay phải lên, khởi động cánh tay phải, từ từ đưa bàn tay trái từ trong vai thở ra và đỡ lấy bàn tay phải kéo về phía sau. Ba, hai, một, thả tay xuống. Hít thật sâu để cánh tay phải lên, khởi động bắp tay. Vòng cánh tay trái khóa cánh tay phải, hai khuỷu chạm nhau. Đồng loạt xoay người về phía sau 180 độ, mắt nhìn thẳng về phía sau, vai giữ thẳng.
trở lại trạng thái ban đầu, hít sâu vươn rộng hai cánh tay ra, hai bàn tay nắm lại, chúng ta từ từ cuộn vào trong. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 đảo chiều 3 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 dang rộng cánh tay, tay thẳng, vai thẳng, dựng bàn tay lên. Ở phần này chúng ta sẽ khởi động khớp vai, biên độ tay hẹp, biên độ vai rộng, cuộn vai về phía trước. Chúng ta bắt đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 đảo chiều 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 hít thật sâu trong tay, xoay khớp eo sang trái, bắt đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 đảo chiều 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8 hít thật sâu, trùng gối xuống trung bình tấn, hai cánh tay ép gối đẩy sang hai bên, mông đẩy ở phía sau, lưng thẳng lại. Và chúng ta bắt đầu ở động tác này, ép vai phải xuống. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 đổi bên nắm chân. Năm, bốn, ba, hai, một, đổi bên. Năm, bốn, ba, hai, một, thôi. Xoay khớp gối vào trong, chúng ta bắt đầu đứng hẹp chân lại. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 đảo chiều 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 hít sâu, ép gối xuống, hai cánh tay đan vào nhau, đẩy ngược tay ra phía trước, mắt nhìn thẳng. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hít sâu, đứng lên từ từ, đẩy cánh tay thẳng ra phía sau, ép người về phía sau, bắt đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 chạm tay xuống đất.
ép tay sâu ngửa mặt lên phía trước. 5 4 3 2 1, ép người sang chân trái. 10 sang chân phải thẳng chân. 5 4 3 2 1, từ từ hạ chân phải xuống. Tay trái bám cổ chân phải, tay phải giơ lên vuông góc thẳng chân. Chúng ta từ từ nghiêng người sang phía bên chân trái và bắt đầu ép 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8, ép sâu, hạ gối xuống vuông góc và ép sâu. Bàn tay phải nắm lấy cổ chân trái, vươn tay trái lên vuông góc, từ từ nghiêng người sang chân phải, bắt đầu ép 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8, hạ chân xuống vuông góc, ép sâu trong phía chân phải, hít thật sâu. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, thôi. Dang rộng hai chân, chạm hai gót chân về phía hai đầu thẳng. Ngồi thẳng lưng, vươn hai cánh tay chạm hai cổ chân, từ từ ép người xuống phía trước. Hít sâu, vươn hai tay về phía trước, chạm khuỷu tay xuống sàn. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hít thật sâu, khép hai chân lại, thư giãn vùng gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đưa hai tay lên trời, hít sâu. Duỗi hai ngón tay trỏ và ngón tay giữa, từ từ hạ xuống móc vào hai đầu ngón chân cái. Mắt nhìn thẳng, hít sâu và giữ thăng bằng, đẩy chân lên, giữ nguyên. Từ từ tập trung, mắt nhìn thẳng, duỗi hai chân ra, tay vẫn giữ nguyên, giữ thăng bằng và từ từ thả tay ra. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ép chân vào. Chúng ta từ từ ngồi lên gối. Ngồi thẳng lưng, hít thật sâu và đẩy mông ra phía sau, ngực thẳng lên. Hít sâu, ngửa cổ lên, gập đầu vào, cuộn lên từ từ, di chuyển từng đốt sống một.